Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một chiếc Cartier. Và chiếc Cartier này của mình là một chiếc Santos đời mới. Chiếc Cartier Santos thì trước đây mình đã lên tay cho anh em chiếc bằng thép rồi. Còn hôm nay mình về đó là sẽ là phiên bản demi của chiếc này. Đây là một trong, đây là chắc chắn là cái phiên bản mà hot nhất của dòng Cartier Santos. Mình sẽ cùng mở ra vào trên đây anh em. Ở dưới này thì chúng ta sẽ còn là ba mắt thừa các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ có thẻ. Chiếc này thì sẽ có mã là W2SA0007, Santos de Cartier Steel and Yellow Gold. Và nó sẽ có date là 17 tháng 10 năm 2019 anh em nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có giấy tờ mua bán ở bên kia. Nói chung là về giấy tờ các thứ của mình trên chiếc này thì nó là full set rồi. Ngoài ra thì chiếc này sẽ còn một cái dây nữa. Dây da mình sẽ show cho anh em sau. Chiếc Cartier này của mình thì có size là medium. Thì với cái size này thì nó sẽ phù hợp với anh em nào tay nhỏ và vừa. Và với dòng Cartier Santos thì các bạn biết là khi mà đeo lên thì nó sẽ là một cái iconic design. Cái dòng Cartier Santos đời mới này được phân biệt bởi cái benzen này. Các bạn có thể thấy là cái benzen nó kéo xuống luôn với cả bộ dây. Đó. Và những cái chi tiết các bạn thấy màu vàng ở đây thì đều là vàng khối các bạn nhé. Bao gồm niềng benzen của chúng ta là bằng vàng khối. Và những cái vít ở đây, các bạn có thể thấy những cái vít ở đây được làm rất là đẹp. Cái thiết kế này là một trong thiết kế iconic design của Cartier và được yêu thích trên toàn thế giới rồi. Không thể nào mà chê trách gì được. Cái thiết kế cực kỳ đẹp. Nó vừa sang trọng, nó vừa thể thao và nó lại còn rất là tinh tế trong từng đường nét. Mặt dial của chiếc này thì chúng ta sẽ có một cái mặt dial màu dạng màu kem. Nó hơi màu ghi xám một chút. Chúng ta sẽ có logo Cartier ở góc 12 giờ, ở dưới góc 6 giờ là logo automatic. Bộ kim là bộ kim nung xanh các bạn nhé. Cọc số của nó là cọc số La Mã. Sự kết hợp giữa mặt dial trắng kim xanh và cọc số La Mã đây là một sự kết hợp rất là đặc trưng và nổi bật trên những cái dòng cổ điển. Ở giữa hai lòng thì chúng ta sẽ có một cái vạch hình vuông chia 60 phút để chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy số phút của chiếc đồng hồ này. Sợi dây đi kèm thì được hoàn thiện rất là tốt. Với mỗi cái mắt của chúng ta thì chúng ta sẽ có hai cái ân vít ở đây, hai ân vít được làm màu vàng. Cái cách mà Cartier họ làm cái demi gold hai màu thì thực sự là mình thấy nó rất là tinh tế. Nó không có phô trương một chỉ nguyên ở giữa như kia mà nó lại tinh tế, nó làm với những cái con vít này thì thực sự là khi mà đeo lên nó rất là sang. Chiếc Cartier Santos này của mình thì sử dụng bộ máy in-house movement của Cartier, đó là 1847MC. Bộ máy này có 23 chân kính, 28.800 tần số động và có 42 giờ tích cót. Và dĩ nhiên trên chiếc Santos đời mới này thì chúng ta cũng sẽ có những cái mà thay dây nhanh. Đó. Các bạn chỉ cần ấn vào đây là chúng ta có thể kéo cái dây ra rồi. Và với cái sợi dây ra đi kèm thì chúng ta hoàn toàn có thể là lắp vào. Đó. Đi kèm thì bao giờ dòng Santos đời mới chúng ta cũng sẽ có hai bộ dây, một bộ dây da và một bộ dây thép demi như này. Và đi kèm với chiếc demi này của chúng ta thì sẽ là một sợi dây da màu nâu. Đây là khóa của Cartier luôn. Đó. Như các bạn thấy là mình hoàn toàn có thể tháo lắp rất là dễ dàng. Và ngoài ra thì trên chiếc này thì như các bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có cái mắt, chúng ta có thể tự thay dây và cắt mắt ở nhà luôn với cái tool, với cái cách mà họ làm này rất là tuyệt vời. Nói chung là trên chiếc Santos đời mới thì mình không có gì chê trách về bộ dây cũng như là cái cách mà họ làm thông minh như vậy được. Bảo sao là Cartier càng ngày càng được ưa thích ở trên toàn thế giới. Và trong năm vừa rồi thì Cartier đã lên đến top 2 của những thương hiệu sang trọng mà phát triển nhất thế giới rồi. Đó. Chiếc Cartier Santos Demi này thì có mức giá cao hơn so với bản thép khá là nhiều. Chiếc này có giá hãng vào khoảng tầm 263 triệu. Còn bên mình có một chiếc full set 2019 như vậy thì bán với mức giá khá là tốt là 198 triệu. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc Cartier Santos Demi này, anh em có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.